Chào tất cả mọi người nhé. Mấy ngày vừa rồi miền Bắc được một cơn mưa ngon quá. Đợt này chắc là lan là bắt đầu đâm ngọc hoa lên. Hôm nay mình có một lô chậu muống này, nhưng mà size bé, tại vì có một bạn hỏi mình là nhà bạn có chậu muống size bé không, thì nhà mình có chậu muống size bé, có nhưng mà ít. Đấy, mình cũng nói luôn, có nhưng mà lại ít. Tại vì các bạn thấy nếu chơi chậu muống về thường là cái chậu size to, đây size bé. Size to thì nó về dồi dào hơn size bé. Mấy lô size về thì mình nhặt được đây, hai ba lô mình nhặt được, con mình còn có chục cái này. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đúng chục cái. Size to thì cũng nhiều, size bé thì nó hơi hơi ấy hơn, nó hơi khan hơn một chút. Thì hôm nay mình cũng sẽ quay cho các bạn. Đây, đây là một con muống bé. Con này rất đẹp luôn, thực sự. Đây, nó bị nứt ở đây. Một này, hai. Nhưng mà nứt cái này là không phải cho dùng. Cái này nứt là do, mình nghĩ là do nung phải. Đây. Đấy. Cái men của nó rất đẹp đấy các bạn. Cái men đẹp dã man luôn. Đấy. Sống. Đấy. Cái này thì không có chữ, nhưng mà cái chậu này đấy là rất hay nha. Dưới cái chậu này nó có gợn gì này, mình không biết đây là số 69 hay là 59 luôn này. Đấy. Khả năng 59 thì cao luôn mọi người. Đấy. Các bạn thấy không? Cái men này rất là đấy luôn, cái men nó chảy xuống chuẩn chưa? Đấy. Ừ. Đấy. Thì cái chậu này mình bán hơn 1 triệu đấy. Cái nào mình báo giá luôn cho các bạn. Tiếp theo cũng là một con bé. Đấy. Bé. Con này là hỏa biến. Đây, bạn thấy này. Đấy. Nó bị nhem mất một tí, nhem mất cạn đây. Con này thì mình không tìm thấy vết nứt, nhưng mà cái tiếng của nó lại biết nói thế nào nhỉ? Tiếng nó rất là trầm các bạn ạ. Đây. Nó lại không đanh đanh đanh, các bạn nghe cái này không? Đanh đanh đanh. Nhưng mà cái này lại trầm trầm trầm. À. Mình chưa tìm thấy cái vết nứt của nó ở đâu cả. Đấy. Con này men dạn này, đấy. Con này miệng dày, con này miệng mỏng, đấy. Hai con đều có mỗi một cái vẻ đẹp riêng, nhưng mà con này thì có nứt và con này thì cóc, hiện tại là mình không thấy. Đấy. Và con này cũng không có chữ nha mọi người, con này dài đấy. Con này là hơn 1,5 triệu. Tiếp tục mình đếm cái con này đi, con này miệng của nó khoáng hơn. Con này miệng mỏng, con này miệng dài, con này miệng nó lại là cái tầm trung trung các bạn, nó không dài hơn con này, nhưng mà lại lại dài hơn con này. Hai con này men đẹp luôn, cũng không có chữ, rất đanh, con này đanh không đề gì cả. Con này 1 triệu. Tiếp tục đến một anh nữa, anh này thì rất là hay. Đây, cái này mình không biết giải thích như thế nào nữa, cái này mình không biết phải nói như thế nào luôn các bạn, thực sự luôn. Cái này là như là men nó không phục hết thì phải các bạn, men nó không phục hết đấy, thành ra nó lỗi cái này. Bên trong này buồn cười vãi này. Bên trong này. Này, kiểu tôi thấy là kiểu như là khi người ta sản xuất thì người ta chọc xuống này. Con này nứt 700. Tiếp theo mình sẽ đếm
đến hai cái này, hai cái này thì đẹp, đây cái này nữa, hai cái này dày vãi, vừa dày vừa nặng luôn, hai cái này ghép thành một đôi được. Được, cái này ghép một đôi được, không nứt các bạn, không nứt thì mình có sức, từ chỗ này, khả năng cái này là ra đặc, chắc chắn ra đặc, nhưng mà nó chưa rơi đâu, chắc lắm. Con này thì một phát ở đây nữa, đây một phát nước này. Đấy, hai con này thì cũng 700 một con đấy. Tức là sao nào, ba con này là đồng giá 700 này, con này khoảng 1 triệu này, con này hơn 1,5 triệu, con này hơn 1 triệu đấy. Tiếp đến mình để bốn con này, bốn con này thì xấu hơn đấy. Đây con này có chữ này, tự tính chưa có chữ, cái chậu mà nhìn có chữ tôi cảm giác này nó sang hơn các bạn, nhìn nó cái kiểu nhìn nó sắc hơn, nhìn cái kiểu quan chức hơn thì phải. Cái này có sức miệng, nứt thì không có nhưng sức thì có này. Đấy, con này thì đôi con này có vài tiếng hơn này, nhưng mà đúng một góc ở đít thôi, thực ra góc ở đít này thì nó hơi khuất, thì con này cũng có chữ này. Đấy, cũng có chữ, con này thì có sức đấy. Đây sức đấy, chỗ này thì là nó phủ cả lớp men rồi thì khả năng là nó sức trước khi là nó tráng men. Đây cái này thì là lỗi này, lỗi này là do sản xuất thôi, không phải do người sử dụng. Này thì cũng thế, cái này thì đây, cái này thì chắc là do người sử dụng rồi. Đây. Tiếp đến một con nữa, con này thì màu nó hơi màu nó rất khác, chứ không phải hơi, màu nó kiểu nâu nâu ấy. Nâu cái màu này là cái màu gì nhỉ? Màu gì tôi cũng chỉ biết, màu nâu, nâu đỏ, chính xác còn nâu đỏ các bạn. Nhưng mà con này đứt, con này đẹp nguyên, chả bị cái gì cả, chả bị cái đách gì ngoại trừ cái nứt một phát từ đầu xuống đít này. Nghe ồ ồ vậy này, tiếc chưa, chả sức gì luôn, có tụi nứt thế mới đẹp. Tiếp đến ông này nứt này, nứt này. Đấy, đây có sẹo, sẹo này thì tích, sẹo này sẹo không phải cho người dùng. Đấy, bốn con này thì đồng giá 500.000 một cái các bạn ạ. Có con này đẹp thì lại nứt, thường thì anh em nói thật là không thích nứt đâu, sứt nhiều khi anh em cũng không thích ấy. Đấy thì đấy là 10 cái, thì cái cao nhất là hơn 1,5 triệu, còn cái thấp nhất là 500.000. Quên, mình sẽ quay mình sẽ đo cho các bạn này, khoảng tầm miệng 28 các bạn, miệng 28 hết. Ở con này lên được 29. Con này lên 29-30. Hai chín cao thì cao 20 các bạn, cao 20 hết. Đấy, con này miệng lô size bé này là miệng 28, miệng 28 cao 20, còn mấy cái con chậu to thì mình nhớ không nhầm thì là 33 nhỉ, miệng 33 đến 36, còn cao hình như là 25 hay mấy, mình không nhớ rõ. Này, thì nếu mà nói mà trong cái lô này thì mấy con xấu thì không nói rồi, mà mấy cái con đẹp thì nếu mà mình nói ý kiến riêng của mình thì nhá, thực ra con này thì con này đúng là mình đưa giá của nó cao hơn hẳn là con kia, nhưng mà cái con mình thích là con kia, con kia mới là con mình ấn tượng. Đấy, con này
thực sự luôn. Thứ nhất là cái màu men, của nó màu men kiểu xanh ngọc này, xanh nó sáng hơn. Và thứ nhất là chậu này cũng gọi là lành, và hai cái vết này, cơ đấy. Chính là nhiều khi nó cái này nó là điểm nhấn đấy, đứt rồi này, miệng què đấy. Con này thì chỉ trồng mấy cái con ấy thôi, mấy cái con mà kiểu như là hè thu hoặc là mấy con nào mà nó ngắn. Nếu mà mấy con Trung Quốc thì các bạn có thể trồng sao nào, có thể trồng khóm đào cơ vào đây này, nó khoảng con này, hoặc là trồng khóm hồng thần hà đây, nó cũng như này thì nó vừa sinh. Chứ còn nếu mà chậu này mà các bạn trồng mấy cái thân to, mấy cây thân to kiểu như là nên là thanh ngọc cái gì thì vào đây nhìn nó buồn cười lắm, nhìn nó không cân trọng mà. Đấy, đấy. Chậu bé thì mình còn mỗi một loại thôi. Về vài lô chậu to thì mới được vài cái chậu bé thì mình cứ góp vào. Đấy. Vì chậu bé nó về nó ít hơn hẳn, thực sự luôn. Rồi, hẹn gặp mọi người ở video sau nhé. Anh em nào có ưng gì thì cứ liên hệ mình. Các bạn cần quay chi tiết gì thì mình quay cho. Đấy. Tất nhiên là trên video này mình quay thì nhiều khi nó cũng không chi tiết. Anh em ưng cái nào thì mình quay chi tiết rồi quay trực tiếp. Rồi nói chung là các bạn có yêu cầu gì mình cũng gửi được hết. Chụp ảnh, đít cạnh hay là quay video gì, ok hết nhá. Xin chào tất cả mọi người.